Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phân tích Tài chính Doanh nghiệp cùng với tôi Lưu Mạnh Thắng. Hôm nay tôi chia sẻ với các bạn chủ đề liên quan đến quản trị các cái chỉ số tài chính hay các cái chỉ số tài chính một giám đốc điều hành của một doanh nghiệp cần phải biết trong hoạt động quản trị doanh nghiệp của mình. Vậy các cái chỉ số tài chính đó là cái chỉ số gì mà một giám đốc điều hành của một doanh nghiệp cần phải biết trong cái hoạt động điều hành doanh nghiệp hay gọi là trong hoạt động quản trị doanh nghiệp? Có rất là nhiều các chỉ tiêu, các chỉ số tài chính mà một cái hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp cần phải quan tâm, giám đốc cần phải quan tâm, các giám đốc tài chính cần phải quan tâm. Tuy nhiên, với vai trò là giám đốc của một doanh nghiệp, giám đốc điều hành của một doanh nghiệp thì không phải tất cả các chỉ số tài chính, các chỉ tiêu tài chính giám đốc điều hành có thể kiểm soát hết được, mà phải cần có giám đốc tài chính, các bộ phận chuyên môn kiểm tra, soát xét trước khi báo cáo cho giám đốc điều hành. Tuy nhiên, sẽ có một số các chỉ tiêu rất là quan trọng hướng đến cái mục tiêu tài chính của doanh nghiệp thì giám đốc doanh nghiệp cần phải nắm điều này để điều hành cái doanh nghiệp của mình hướng đến mục tiêu. Vậy mục tiêu của doanh nghiệp là gì? Đó là lợi nhuận của doanh nghiệp. Nên tất cả các chỉ tiêu tài chính hay chỉ số tài chính nói chung đều phải hướng đến cái mục tiêu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Nên bởi vậy, trong các cái nội dung quản lý hay các cái nội dung cần được quan tâm của giám đốc điều hành thì cái chỉ số tài chính, chỉ tiêu tài chính nào giúp cho giám đốc nhanh chóng nắm bắt được cái khả năng tạo ra lợi nhuận thì đó là điều giám đốc điều hành cần quan tâm. Vậy có 4 cái chỉ số tài chính sau đây mà giám đốc điều hành của doanh nghiệp cần phải nắm, cần phải biết rõ trong cái quá trình quản trị doanh nghiệp của mình để điều hành cái doanh nghiệp của mình đạt được cái mục tiêu mà mình đã đặt ra từ đầu năm, đó là mục tiêu về lợi nhuận. Vậy chỉ tiêu đầu tiên trong 4 cái chỉ tiêu tôi sẽ chia sẻ ở đây là những cái chỉ tiêu nào? Cái chỉ tiêu thứ nhất đó là cái chỉ tiêu về doanh thu cho một cái kỳ, doanh thu cho một tuần, doanh thu cho một tháng. Đó là cái điều mà giám đốc điều hành cần phải quan tâm trong cái hệ thống báo cáo quản trị của doanh nghiệp. Đó là một chỉ tiêu thể hiện cái khả năng, cái năng lực tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không bán được hàng thì cái khả năng để tạo ra lợi nhuận sẽ giảm đi, nên mục tiêu tài chính của doanh nghiệp sẽ khó mà đạt được nếu như doanh nghiệp không có doanh thu hay là không bán được hàng. Nên bởi vậy, cái chỉ tiêu doanh thu của doanh nghiệp đó là một cái chỉ tiêu bắt buộc mà giám đốc điều hành cần phải nắm, cần phải có cái thông số, cần phải có cái thông tin định kỳ. Tùy vào cái mô hình kinh doanh của doanh nghiệp mà cái tần suất báo cáo cho giám đốc điều hành là khác nhau. Có những doanh nghiệp thì có thể là 5 ngày, có doanh nghiệp là 7 ngày, hoặc có doanh nghiệp là 10 ngày. Tùy vào cái đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đó mà giám đốc điều hành sẽ quyết định cái tần suất báo cáo cho ban lãnh đạo, cho những nhà quản trị của doanh nghiệp. Nhưng cái số liệu cần phải được quan tâm đầu tiên đối với giám đốc điều hành, đối với những người làm quản trị doanh nghiệp, đó là thông tin về doanh thu của doanh nghiệp trong một kỳ. Và có những doanh nghiệp một tuần sẽ phải báo cáo cho ban giám đốc một lần, có những doanh nghiệp hàng ngày phải báo cáo cái thông tin này cho giám đốc. Nhưng trên nguyên tắc cần phải có thông tin về doanh thu để giám đốc, ban điều hành của doanh nghiệp nhận biết được rằng cái khả năng tạo ra doanh thu của doanh nghiệp tốt hay là không tốt, và doanh tạo ra lợi nhuận tốt hay là không tốt. Và doanh thu là một trong những chỉ số đầu tiên, chỉ tiêu đầu tiên mà giám đốc điều hành của doanh nghiệp cần phải nắm. Qua đó sẽ biết được, sẽ đánh giá được cái tốc độ để có thể đạt được cái lợi nhuận có đạt được hay không đạt được trong năm thông qua các cái báo cáo quản trị liên quan đến doanh thu. Đó là cái chỉ số đầu tiên. Cái chỉ số thứ hai đó chính là lợi nhuận. Khi đã có doanh thu rồi thì lợi nhuận là cái điều mà doanh nghiệp hướng đến. Nếu có doanh thu mà không có lợi nhuận thì cái doanh thu đó cũng không đáp ứng được cái kỳ vọng của doanh nghiệp đặt ra, không đáp ứng được cái mục tiêu mà doanh nghiệp đã đặt ra. Nên bởi vậy, đi kèm với doanh thu thì cái chỉ số thứ hai cần phải quan tâm đó là lợi nhuận của doanh nghiệp trong kỳ đạt được là bao nhiêu. Định kỳ cần phải báo cáo cho ban giám đốc, cho giám đốc điều hành biết được cái điều này. Và cái
tần suất nó cũng giống như doanh thu thôi. Nếu như doanh thu báo cáo theo định kỳ 5 ngày thì lợi nhuận cũng phải tương xứng với cái tần suất đó, đó là 5 ngày. Và trong cái hệ thống báo cáo quản trị cho ban điều hành, cho ban giám đốc là 5 ngày một lần báo cáo về doanh thu và kèm theo đó là báo cáo về lợi nhuận. Sau khi đã có doanh thu và có lợi nhuận rồi thì các cái chỉ tiêu khác cần phải quan tâm trong quá trình điều hành của doanh nghiệp của mình, đó là chỉ tiêu về dòng tiền của doanh nghiệp. Nếu như cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có lợi nhuận rồi, có doanh thu rồi nhưng không có được dòng tiền thì nó cũng cảnh báo một cái nguy cơ là có thể sẽ mất khả năng thanh khoản cho các khoản công nợ đến hạn nếu như số tiền trong kỳ tới sẽ không thu hồi được thông qua cái việc thu hồi công nợ đối với khách hàng. Nên bởi vậy dòng tiền là một trong những chỉ tiêu rất là quan trọng, và cái người mà cần phải quan tâm đầu tiên đó là giám đốc doanh nghiệp. Nếu như doanh nghiệp của chúng ta không có tiền thì đồng nghĩa với việc không trả được nợ, nên ngoài lợi nhuận cần phải quan tâm đến một chỉ tiêu thứ ba, đó là chỉ tiêu về dòng tiền hay là số tiền doanh nghiệp có tại tài khoản của mình. Đó là một cái con số nó thể hiện cái năng lực của doanh nghiệp có tiền để thanh toán các khoản công nợ, thanh toán được các khoản chi phí trong kỳ mà phải bỏ ra, nếu không thì bộ máy của doanh nghiệp sẽ không thể tiếp tục vận hành được ở các kỳ sau. Và cái chỉ tiêu thứ tư cũng rất là quan trọng mà giám đốc điều hành cần phải quan tâm, đó là vòng quay của tàng tồn kho. Vòng quay của tàng tồn kho có thể hiện được cái năng lực bán hàng của doanh nghiệp. Nếu như doanh nghiệp để hàng tồn kho quá nhiều thì điều đó cũng thể hiện được là cái khả năng bán hàng của doanh nghiệp đang có vấn đề, thị trường đang có vấn đề, hoặc là chúng ta mua dự trữ quá nhiều, hoặc là cái năng lực bán hàng của cái đội bán hàng của chúng ta đang gặp vấn đề về thị trường không bán được hàng, nên dẫn đến cái lượng hàng hóa tồn kho để ở kho của chúng ta nó quá nhiều so với cái nhu cầu thực tế. Bởi vì hàng tồn kho là một loại tài sản ngắn hạn thể hiện trên bảng cân đối tài sản. Những cái tài sản ngắn hạn này nó không tạo ra được lợi nhuận cho doanh nghiệp vì nó không chuyển đến tay cái người khách hàng, nó không giải quyết được nhu cầu của thị trường nên nó còn đang nằm ở trong kho. Nếu như nó không nằm ở trong kho tức là nó đã được cung ứng ra thị trường để giải quyết vấn đề của thị trường, giải quyết được vấn đề của khách hàng. Vậy không có lý do gì mà chúng ta sản xuất hàng hóa mà chúng ta lại để ở trong kho nếu đó là thành phẩm. Còn nếu nó là nguyên vật liệu thì lý do gì nó nằm trong kho quá lâu? Nếu như nó không đủ chất lượng thì đó là những nguyên vật liệu mà chúng ta mua về nó không đảm bảo chất lượng. Còn nếu nó đã đảm bảo chất lượng thì nó cần phải được đưa vào cái hoạt động sản xuất kinh doanh để tạo ra thành phẩm, tạo ra hàng hóa để chúng ta giải quyết vấn đề của thị trường, cung ứng ra thị trường. Vì lý do gì mà nó lại nằm trong kho lâu? Nên cái vòng quay của hàng tồn kho nó quyết định cái việc doanh nghiệp có tạo ra được lợi nhuận hay không từ cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Trên đây là chia sẻ của tôi với bốn cái chỉ tiêu tài chính mà một giám đốc doanh nghiệp cần phải quan tâm trong các hoạt động điều hành, trong các hoạt động quản trị của doanh nghiệp để đảm bảo doanh nghiệp luôn luôn ở trong tình trạng an toàn về mặt tài chính. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.